Có một anh khách hàng anh gọi em như thế này, bảo là em ơi, lên anh bán cho một con xe giá hợp lý. Ở nhà anh nhiều xe quá, anh bán bớt đi để đỡ chật chỗ, không đi đến mấy, bán đi cho nó đỡ bị mất giá các bác nhá. Thế thì em đã lên em mua được chiếc xe này rồi. Đấy, Hyundai Accent các bác nhá, sản xuất năm 2020, số tự động, bản đồ đặc biệt các bác nhá. Máy của xe thì là 1.4. Đấy. Và anh chú này anh ấy cũng đã được lắp rất là nhiều đồ chơi rồi. Thì em thấy là một chiếc xe vừa đẹp, đấy, giá lại vừa tốt, xong mới lại là nhiều đồ chơi nữa, cho nên là em đã quyết định em nhập nó về các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em này, km của chiếc xe mới được có 4 vạn, nhố 4 vạn một tí thôi, chưa được 4 vạn mốt luôn. Đây các bác nhìn xem, chưa được 4 vạn mốt luôn đúng không ạ? Và đã được lắp thêm một cái màn hình cỡ lớn Android đây rồi, và có cam 360 độ đây các bác nhá, các bác nhìn này. Đấy, bộ cam này mười mấy triệu đấy ạ. Anh ấy chia sẻ cho em này, anh mới lắp bộ cam này mười mấy triệu luôn các bác nhá. Đấy, dạ vâng. Có đề khóa thông minh start stop nằm ở vị trí này. Đấy. Rồi điều hòa auto đây, và đây là cần số tự động của xe đây các bác nhá, cần số tự động đây. Hai chìa khóa vẫn còn zin nguyên theo xe nhá, vẫn hai chìa khóa. Đấy, cổng nghe nhạc đây, túi khí an toàn bên đây và giữa vô lăng nữa các bác nhá. Đấy, táp lô đây, các bác nhìn xem, táp lô xe rất là mới luôn. Chiếc xe còn mới thật đấy các bác. Zin nguyên hết cả con nhá, chưa làm lại gì cả. Chỉ có tỉa lại một chút sơn bên ngoài thôi chứ còn chưa làm lại gì nhá. Đấy, nội thất zin, máy số zin, keo chỉ của xe vẫn còn zin, thân vỏ đẹp, thân vỏ zin các bác nhá. Cam kết bảo hành cho mình về chất lượng, bên em đã kiểm tra về chất lượng chiếc xe rồi, bên em đã nhập về rồi thì các bác mình hoàn toàn yên tâm. Bên em đã kiểm tra rồi và bên em bây giờ sẽ có chế độ chính sách bảo hành cho mình để mình yên tâm về những chiếc xe bên em xuất ra cho mình nhá. Gương kính đều chứng nhận có cục gương tự động nữa nằm ở vị trí này các bác nhá. Thân vỏ xe thì quá ok luôn, thảm sàn 5D các kiểu rồi. Đấy, vách cửa của xe đẹp chưa? Các bác nhìn xem, sơn zin của xe vẫn còn rất là nhiều. Một mẫu xe phân khúc hạng là B, thế nhưng mà hiện đại cũng như là chạy sướng, cũng như là form dáng đẹp như kiểu những mẫu xe phân khúc hạng C, hạng D luôn. Đấy các bác nhìn xem này, form dáng đẹp chưa? Và chạy dòng xe này nó sướng hơn Vios các bác nhá. Sướng hơn Soluto nhá, sướng hơn City nhá. Đấy em đang nói là cùng cái loại phân khúc hạng B thì những mẫu xe như này, mẫu xe rất đáng mua. Đấy, chạy thích hơn và đẹp hơn. Đấy, bền bỉ hơn các bác nhá. Tiết kiệm hơn cơ, máy chỉ 1.4 thôi mà. Đấy, nội thất da cao cấp luôn các bác nhá. Đấy, nội thất da cao cấp luôn, các bác nhìn xem này, đẹp chưa? Ghế da zin nguyên bản. Đấy, thảm sàn. Đấy. Trần là trần ý, có cửa sổ trời nằm ở trên rồi. Gương kính điều chỉnh điện 4 cánh các bác nhá. Lốp theo xe vẫn còn zin các bác nhá. Lốp theo xe vẫn còn nguyên cả dàn luôn. Đấy. Và có phanh đĩa, có phanh ABS và la răng đúc của xe thì các bác nhìn xem nó là la răng đúc dạng phay 5 chấu các bác nhá. Đấy, đây là phần phía sau của xe các bác nhìn xem. Đèn này nó là đèn nét các bác nhá, thiết kế rất là đẹp mắt luôn và bật ban đêm lên thì cực kỳ là bắt mắt các bác nhá. Hồ sơ đã được cầm tay rồi, mua về các bác mình mua về chỉ việc đi bấm biển thôi, nhanh gọn luôn các bác nhá. Vâng, có những mắt cảm biến chống va chạm này rồi, có camera lùi này, cốp đằng sau của xe rất là to, đựng đồ thoải mái các bác nhá. Đấy, đèn đó của xe rất là mới luôn. Đấy, các bác nhìn xem. Rất mới luôn. Đấy, lốp nắp của xe đây, lốp zin các bác nhá, lốp zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, xe tổng thành không có vấn đề gì cả cho mình chê. Và chiếc xe này thì các bác mình bàn cho em về giá cả thôi. Và giá em cũng sẽ để giá tốt thôi các bác nhá. Nếu bác nào mà mình có tầm khoảng tài chính là loay quanh hơn 200 triệu thì hoàn toàn mình vẫn có thể mình mua được xe nhá. Đấy, hơn 200 triệu mình vẫn có thể mua được xe này. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ, bên em sẽ tạo điều kiện cho mình để mình mua xe các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn xem, đẹp chưa? Cực kỳ bắt mắt luôn, chiếc xe đẹp xuất sắc. Để mà nói những chiếc xe mà đời 2020 mà mới chạy được có là 4 vạn km thì không có nhiều đúng không ạ? Những cái chiếc xe mà 2020 người ta chạy 1-20 vạn là chuyện bình thường. Những con này mà có em thì vừa mới chạy 4 vạn km thôi, gần như là một chiếc xe mới, gần như là một chiếc xe mà 2021-22 luôn đúng không ạ? Hay thậm chí nhiều con đời 2023 mà cũng đã chạy lên đến là tầm khoảng 3-4 vạn rồi các bác. Đấy, em đã quay cho mình nha, các bác nhìn xem nội thất của xe tông màu đen và là màu kem. Đấy, các bác nhìn xem. Ok chưa? Các bác đang ngồi dành tay nhấn cho em xin phát thích như này nhá. Và một vài lần chia sẻ lên trang cá nhân của mình và các trang hội nhóm nữa nhé các bác nhá. Em cảm ơn. Và đây là phần táp lô của xe các bác nhìn xem. Đấy, thiết kế và táp lô rất là đẹp mắt đúng không ạ? Dòng Hyundai các bác biết rồi, là một trong những dòng xe rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, không những ở Việt Nam đúng không ạ? Và những dòng xe Hyundai đấy thì không những là thiết kế dòng xe này và tất cả một số dòng xe Hyundai khác cũng vậy. Đấy. Toàn là những mẫu xe thực sự rất đáng mua đúng không ạ? Đây là phần đầu của xe các bác nhá. Đèn của xe thì thiết kế là có đèn bi này. Đấy, và có đèn led ở dưới này các bác nhìn xem này. Đèn đẹp chưa? Mới chưa? Đấy. Đèn như mới đúng không ạ? Các bác nhá. Đấy, lốp nát đây các bác nhìn này. Đấy, lốp của xe vẫn liền đời và vẫn còn khá là dày. Kính của xe thì bọc dán xung quanh hết rồi.
và có ốp lốc. Đây, anh xem. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, có cục gương tự động, có nút bấm từ một chạm làm tay nắm cửa. Và đây ốp lốc, đây ốp lốc. Tính dáng rồi các bác nhá. Camera 360 độ được thiết kế xung quanh xe luôn, xung quanh con xe luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào muốn xem thêm hình ảnh hay là video hãy kết bạn, nhắn tin Zalo cho bên em gửi hình gửi video chi tiết cho mình xem qua Zalo nhá. Số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Đấy, vâng, địa chỉ bên em 90/2 Trường Chinh, đối diện với lại 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Bên em còn nhiều xe khác, hiện tại đang có hai con xe giống hệt như thế này các bác nhá. Một con màu nâu nữa và con này là con em màu đỏ các bác nhá. Bên em có ship xe toàn quốc cho mình, hỗ trợ làm sang tên đổi biển cho mình và có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ đã qua sử dụng giá tốt nhất cho mình các bác nhá. Đấy. Vâng, và các bác mình nếu mà chưa nhấn đăng ký, chưa nhấn theo dõi, chưa nhấn follow thì mình nhấn luôn nhá để xem thêm những video những chiếc xe khác bên em các bác nhá. Đấy, và giá chiếc xe này thì đó là như tầm nếu bác làm mà không đủ tài chính thì em cũng sẽ bán cho mình là trên trên 200 triệu là ok. Còn đâu bên em hỗ trợ lốt cho các bác nhá, rất đơn giản thôi. Vâng. Rồi các bác mình cùng nhau đến bên em để xem xe và cảm nhận chạy thử các bác nhá. Xin cảm ơn các bác mình alo để chốt ra đẹp nhất cho mình. Vâng.